Xin chào, mình nghĩ đây sẽ là một trong những cái video mà chân thực nhất về cái mảng nội dung là một ngày ăn gì hoặc là một tuần ăn gì mà mọi người có thể nhìn thấy ở trên YouTube. Xong kiểu cái mặt nó rất là dã man ấy. Nó to phải gấp rưỡi, mình nghĩ thế. Hôm nay là ngày đầu tiên mình ra lại Hà Nội sau Tết, nay là mùng 9. Và mình nghĩ là mình sẽ làm một cái video một tuần ăn gì. Phiên bản sau Tết thì chắc chắn nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và mình nghĩ là mình đã tăng cân rồi, nhưng mà mình có thể là mình sẽ không nói cái số cân cụ thể đâu. Bởi vì ví dụ như kiểu là mình giảm một cân rưỡi gì đấy trong một tuần đi nhờ cái chế độ ăn tuần này của mình. Nhưng mà chưa chắc nó áp dụng vào người khác thì đó là như thế. Nên là về cơ bản là mình cảm thấy không quá cần thiết phải nói ra cái số cân cụ thể của mình á. Mọi người chỉ xem một tuần mình ăn cái gì sau Tết thôi nha. Tham khảo nhá. Bây giờ là 10 giờ sáng và mình vừa ngủ dậy. Thực ra bình thường mình không ngủ dậy muộn như này đâu, nhưng mà hôm nay là mình đi từ Quảng Bình ra Hà Nội, mình đi xe giường nằm ấy. Thế là đến nơi khoảng 4 giờ kém. Thế là mình mệt quá, mình nằm đến bây giờ luôn. Kiểu đi nó cứ kiểu trong tranh, rồi cả Tết này mình di chuyển cũng rất là nhiều ấy. Mọi người thông cảm vì mình cũng chưa chải tóc chải tai gì cả. Nhưng bây giờ mình sẽ bắt đầu dọn dẹp, gỡ quần áo ra, xong rồi lấy thực phẩm, cất vào tủ lạnh các thứ. Nó cũng sẽ mất khoảng một tiếng đấy, mình nghĩ thế. Đây, ở đây có trứng. Trứng gà nhà ba mình trồng, nhưng mà lúc di chuyển thì nó đã bị vỡ một ít rồi. Nên là mình nghĩ trưa nay mình sẽ ăn món gì đây với trứng. Trời ơi, giọng nó còn khàn khàn ý. Đu đủ bánh chưng, bò khô, hành muối, hành chị dâu mình muối. Nhưng mà lúc mình mang ra thì kiểu nó bị đổ nước, sóng nước ra ngoài ấy. Bây giờ phải lau dọn khá là nhiều. Vậy nha, mình sẽ tắt máy để mà dọn cái khúc này đã. Tổng cộng 55 quả trứng nhưng mà chỉ có 2 quả là bị vỡ như này thôi. Còn một quả này thì thực ra là để lại cũng không sao, nhưng mà mình sẽ dùng luôn. Mình sẽ làm món trứng này, yến mạch và bắp cải. Chả biết gọi là gì nhỉ? Bánh bắp cải à? Nhà mình thì luôn luôn sẵn yến mạch ý. Nhà cần gì cho đó thôi. Thì mình đã không nấu ăn trong khoảng 7 ngày, 10 ngày gì đấy. Nên là bây giờ tủ lạnh có vài thứ thì là do chồng mình nấu. Anh ấy ra trước mình vài ngày. Bắp cải này là hôm qua chồng mình ăn lẩu một mình này. Cho vài thìa vào. Bữa này chắc là bữa sáng cộng trưa của mình luôn. Gia vị thì chỉ cần một ít muối hồng và tiêu là xong. Cho nước vào nha. Nếu mà cảm thấy hơi lỏng thì tí mình lại thêm bột vào. Tủ lạnh nhà mình còn khá nhiều kim chi này, mình sẽ cho kim chi vào đây một ít luôn. Để lúc ăn nó có cái độ chua chua giòn 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 giật ý. Nguyên liệu để tạo nên cái bánh này thì mình nghĩ là nó đủ cho mình no, hoặc thậm chí là có khi mình lại không ăn hết đấy chứ, vì mình không ăn sáng. Bình thường mình vẫn ăn sáng nha, nhưng mà tại vì hôm nay là chạy muộn quá, nay sao như đặc biệt. Nhớ nhỏ lửa lại một xíu không nó cháy mất nha. Không được đẹp lắm bởi vì mình kiểu mình đói quá, mình không chiên nó lâu ấy. À không phải chiên mà là áp chảo. Bây giờ là 12 giờ rồi. Mình sẽ ăn kèm kim chi nha. Bình thường nếu như mình quay TikTok thì đôi khi mình sẽ kiểu không thể để thiếu nguyên liệu làm cho nó đẹp lên, như kiểu là hành lá hay là mè rang hay là những cái thứ kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà khi mà mình quay cái video này thì nó chỉ đơn thuần là một ngày ăn gì, một tuần ăn gì bình thường của mình, không có phục vụ mục đích là để lên hình cho đẹp.
Tất nhiên mình biết khi quay đồ ăn á thì hình ảnh đẹp, lung linh sẽ có rất là nhiều lợi thế, kiểu như nó làm cho mình được truyền cảm hứng nhiều hơn á. Nhưng mà với những cái hình ảnh mà nó quá là long lanh, mình biết là có nhiều bạn rất là ngại để làm theo. Kiểu như nhìn thấy nó đấy, xong rồi lưu ở đấy nhưng mà không bao giờ làm theo cả. Nhân tiện gọt luôn quả đu đủ để ăn tráng miệng nha. Thực ra gọi là tráng miệng nhưng mà mình sẽ ăn sau khi ăn no khoảng 30 phút trở đi. Hàng xóm cũng là bạn thân của mình đấy, sẽ sang ăn tối. Quả bưởi này là để tráng miệng thôi, mình kiểu mình bóc trước cho nó tiện á. Còn bữa tối của chúng mình sẽ là miến trộn Hàn Quốc với cả là chân gà ngâm sả tắc. Thịt bò mình sẽ ướp này với dầu hào. Đây là tất cả các nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị: nấm, trứng gà, con trâu đỏ và xanh, cà rốt và dưa chuột bào sợi. Còn có cải cay nữa, thực ra là bình thường mình hay dùng cải thìa hơn, nhưng mà hôm nay nhà còn cải cay nên là dùng luôn. Nhìn đã thấy màu mè rồi đúng không? Nguyên liệu quan trọng nhất là miến thì mình quên mua này, mình đang nhờ chồng mình đi mua rồi. Trước khi tráng trứng thì mình sẽ rang vừng đã nha. Rang một ít để tí nữa trộn này. Nói chung là mình theo chủ nghĩa là càng ít dùng nồi niêu xoong chảo càng tốt, để mà tí nữa rửa cho nó dễ. Rang cái này trước thì nó sẽ không phải dính dầu mỡ gì cả. Và tí nó sẽ đến tráng trứng, sau đấy đến xào thịt bò, sau đấy xào các nguyên liệu khác. Và mình cũng ăn được vài năm rồi. Mình thực sự rất là thích ăn sáng bằng hoa quả. Thật ra là sẽ ăn với granola đấy, nhưng mà hôm nay mình hết granola rồi, mình sẽ ăn cùng với biscotti. Mình cho thêm một ít bụng dừa vào nữa nha. Cái này mình hay dùng để trang trí và mình thực thấy rất là ngon. Sữa chua của mình thì là sữa chua không đường, bởi vì chuối nó ngọt rồi ấy. Mọi người cứ ăn sữa chua với chuối là sẽ tập được ăn sữa chua không đường đấy. Đây, xin mời mọi người. Mình ăn bánh mì chả bò, cái này là bánh mì tinh than tre mình mua ở gần nhà thôi, không phải tự làm đâu, cho mọi người xem nhé. Rất là ngon đúng không? Nhìn rất là hấp dẫn. Vỏ giòn rụng luôn. Đây này. Và ra thì mình còn có một cốc sữa đậu nành cũng mua ở gần nhà, ở chợ. Đây là kiểu bữa trưa tiện lợi nhưng mà vẫn rất ngon và đủ chất bởi vì hôm nay mình không có thời gian nấu ăn. Sữa này là không đường nha. Ê, không uống được đâu.
Dậy. Dậy thôi. Béo lắm, béo múc mườm. Để ăn sáng thôi. Hôm nay đã là ngày thứ 3 của tuần rồi. Mình thêm một ít cái mạch vào cho nó lâu nha. Hôm nay không có sữa cũng không có nước dừa, mình sẽ uống với nước lọc thôi. Chai với nước lọc. Mình có rất là nhiều máy xay, cái này là loại kiểu không cần cắm điện mà là sạc pin nha. Đẹp quá, xinh quá. Xin mời. Bình thường nếu mà không thấy đủ no thì có thể mình sẽ ăn thêm một quả trứng hoặc là một cái bánh hoặc là một thanh ngũ cốc hạt. Nhưng mà thực sự với mình hôm nay như này là mình thấy no rồi đấy. Nay mình sẽ đi chợ mua rau. Tối nay sẽ có bạn sang nhà ăn. Đồ chấm kiểu các món ăn như là nem lụi hay là bún thịt quay các thứ thì kiểu gì cũng phải nhiều đường rồi đấy. Mình không cần đo đong đếm gì hết, khoảng chừng thôi. Trong này thì đã có sẵn dứa bằm với cả là nếp cốt chanh và tỏi. Đáng là có ớt tươi nhưng mà mình không vội cho ớt tươi vào, tí nữa mình sẽ cho riêng bởi vì sẽ có những người không ăn được ớt. Lọc, chấm nước mắm mặn ngọt, rồi sụn và thịt quay, thì có thể chấm nước chấm xì dầu và khoái. Nem lụi, chấm nước leo. Cái bánh vợ này này, thì có thể chấm với cả mắm nêm. Ớt tươi thì cho vào tùy thích. Ngày hôm nay cực kỳ âm u nên là hãy cùng mình tạo một mặt trời nho nhỏ. Chúng ta cần khoét lỗ. Mình sẽ khoét vuông thì bánh mì của mình hình vuông. Nước ép của hai quả cam. Mình dùng cái này để pha cold brew mọi người ạ. Vẫn còn sót một hạt đây này. Hôm qua thì mình đã làm một mẻ cà phê ủ lạnh rồi, phương pháp cold brew đó. Thì thay vì pha cà phê với cả nước nóng như bình thường thì mình sẽ cho nước lạnh vào, nước đun sôi để nguội ấy. Sau phải để trong tủ lạnh từ 18 đến 24 tiếng. Đây là cà phê cold brew của mình, một mẻ này có thể dùng được đến tận 7 đến 10 ngày gì đấy. Chuẩn bị xong bữa sáng rồi, sẽ đưa ra cái góc bàn quen thuộc nha. Buổi trưa hôm nay mình sẽ làm món thịt băm xào cà tím ăn cùng cơm nóng. Mình có hai quả cà tím bé bé này nha. Hồi hộp quá, không biết là còn màu tím không. Nó sắp đến gần như mong đợi rồi, nó bắt đầu nâu đi đây này. Con cá chao vẫn ngon đấy. Mang ra bàn để ăn thôi. Đơn giản thôi nhưng mình thấy ngon cực.
Hôm nay mình sẽ ăn má đùi gà áp chảo kim cương nên là thêm rau luộc là hợp lý, không rào nữa. Và đôi khi cái sốt của gà có thể dùng cái này chấm luôn được. Hôm qua mình ăn đồ cuốn còn dư dứa với cả dưa chuột. Hôm nay mình sẽ trộn lại với cả một ít đường muối gì đấy cho nó thành salad nha. Có thể thêm tỏi ớt nhưng mà thôi, mình nghĩ là thế này thôi. Đoạn này lời đặt máy quay quá nhưng mà tối nay mình sẽ ăn má đùi gà áp chảo kim cương nha. Mình vừa lọc bớt vài cái xương của nó bởi vì người ta bán cái này vẫn còn xương. Và lọc bớt mỡ đi này. Xong rồi mình sẽ trà với cả muối sống ở đây. Thôi lúc này bỏ qua nhé. Cho bột vào trong hộp. Xong rồi để lắc lắc này cho nó áo đều bột lên cả gà đấy. Mọi người áp chảo gà cho nó giòn giòn ở hai mặt nha. Thực ra là có thể cho vào nồi chiên không dầu 10-15 phút là được. Thì mọi người lựa chọn nhé. Sẽ đậy nắp lại để cho mỡ nó tự chảy ra. Sau đấy khi mà cảm thấy nó cạn ấy thì mình sẽ cho nước vào thay vì cho dầu ăn nha. Chồng mình thì sẽ ăn cơm bình thường, còn mình thì sẽ ăn khoai tây thấp cùng trong nồi cơm luôn, rất là tiện này. Một ít dứa và dưa chuột này. Có 3 miếng thịt thì một miếng là của mình, còn 2 miếng là của chồng mình. Hôm nay mình không cần thêm nước khi áp chảo là vẫn ok. Tại vì má đùi gà vốn dĩ cũng khá là mọng nước ý. Mọi người có thể chặt nhỏ nó ra. Bây giờ nấu cho nước sốt nó sền sệt lại. Và lúc này thì nếm thử xem nếu mà chưa vừa vị, thiếu ngọt, thiếu mặn gì thì cứ chủ động thêm vào nha. Gà vào đảo đều cho đúng gia vị nhé. Mình sẽ cho thêm một xíu mè rang vào cho nó thơm nhé. Ok, món của mình đã xong rồi. Rau luộc thì sẽ có nước để làm canh luôn. Mình sẽ rất vui nếu như bạn để lại một comment ở bên dưới nói là hôm nay bạn ăn gì để cho mình cùng biết với nha. Đang đợi bố về để ăn cơm nhỉ? Bố đâu về thế nhỉ? Hey. Ủa? Miêu 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 miêu. 7 giờ tối rồi sao chưa về để ăn cơm? Chứ. Người ta giờ này là mày phải để cái chân lên. Hôm nay là ngày thứ 6 của tuần rồi, thời tiết nó còn dã man hơn. Trời mưa và phủ sương mù từ sáng sớm. Bữa sáng hôm nay của mình lại là một món với hoa quả. Mình có một quả bơ rất là ngon nè. Mình thích ăn bơ lắm luôn á. Hồi xưa thì kiểu lúc nào cũng phải dầm đường, thật là nhiều đường mới ăn được. Còn bây giờ thì ăn không vẫn ngon rồi. Nếu muốn thì có thể thêm một ít mật ong vào ăn cùng. Nhưng mà về cơ bản ăn không mình vẫn thấy nó rất là ngậy và ngon, không bị ngấy. Đó, mình sẽ dùng một nửa quả thôi. Mọi người thấy nó rất là giống một con thuyền không? Mình sẽ cho thuyền này chở thêm sữa chua. Đó, múc sữa chua như này này. Sữa chua không đường nhé. Mọi người, mình bảo rồi mọi người nếu mà thích thì cứ cho thêm mật ong dưới lên trên. Mình không cần cũng được bởi vì tí nữa còn có một xíu topping nữa đã có vị ngọt rồi. Đây, topping của mình đây. Bao gồm có hạnh nhân rang, bơ, hạt điều và xoài sấy. Mọi người biết ở đâu ra? Chính là trong mâm Tết của nhà mình đấy. Khi mà mình mua đồ để bày Tết thì mình đã mua những cái thứ mà bản thân mình cũng rất hay ăn. Cách ăn thì mọi người đoán được rồi đấy. Mình sẽ xúc một xúc này lên. Sẽ có đầy đủ cả bơ, sữa chua, hạt và xoài sấy. Buổi trưa mình ăn bánh mì chảo basic. Có nghĩa là có mỗi cà chua với trứng thôi. Để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ xay trước cà chua để lúc nấu đỡ phải đợi lâu. Chờ lại một ít nước cho dễ xay nha. Mình dùng máy xay cầm tay của Philips. Mình dùng cái chảo chiên trứng này cho nó lên cái chân xinh. Trong phút giây này thì tự nhiên nhớ ra là mình còn có cả thịt băm vẫn còn trong dư tủ lạnh mà. Cho vào luôn nhé. Nghĩa ra là xào thì băm trước thì cũng được. Không sao. Vậy ok. Một người nêm nếm một chút tùy thích vào. Mình cho một xíu tương ớt, cà,
muối. Có thể thêm một tí đường, một tí nước mắm nữa nha, thì mọi người đấy. Bây giờ đến phần mình thích nhất là đập trứng cho vào. Mình có 2 quả trứng. Cuối cùng là rắc thêm tiêu và thêm hành lá nha. Nội có vẻ đã vào mùa nồm rồi, kinh dị thực sự. Cho gì làm tiếp đi. Ê. Tối nay thì chồng mình sẽ ra ngoài đi ăn tiệc nên là mình về cơ bản là tự do. Có lẽ là tí nữa mình sẽ ra ngoài quán cà phê sớm và mình sẽ không nấu bữa tối đâu. Mình sẽ ra một quán mà kiểu chuyên về các loại bánh ấy.
Và ở đấy cũng có bán cà phê nữa, thì mình sẽ ngồi ở đấy vừa làm việc vừa trải qua một buổi tối thư giãn luôn. Có thể là sẽ gọi bạn ra cùng nữa. Đấy, thực ra là mình đã rất chăm so với hồi xưa rồi. Nhưng mà mình vẫn không phải là nấu ăn mọi bữa trong tuần đâu. Sẽ vẫn có một số buổi đi ăn ở ngoài. Thi thoảng lắm mình mới nấu nguyên cả tuần đấy. Mình nghĩ tuần này cũng là cái tuần khởi động lại sau Tết, nên là cũng không thể nói là mình sẽ trở lại với cái nếp trước đây của mình hoàn toàn được. Mưa trắng trời, gió nó rít dã man luôn ý. Nặng à?